mình quay đậu bếp cho cả nhà coi nha. Đậu bếp nè. Cây mặn mình mua mặn Thái nha, mình trồng nay được mình mua làm cái cây là 80.000, mình về mình trồng xuống đây á là được 16 tháng giờ nó ra trái nè cả nhà, trái xuống cái đất luôn. Hai cái lụ cả nhà, lụ trái. Bông để biết đó, cái mặn
chiều mới ăn đây. Không hái nha, không hái quá cà bông luôn, hái xong rồi đem phân khô ai uống mình cho uống bông đậu biết là ngủ được lắm. Nay chủ nhật đám cưới nè, thôi nôi nè, cưới đám thôi nôi đám nào mỗi ngày mỗi hai ra hái, mình hái không hết luôn á. Thank you.
Mình hái còn mấy rổ vậy ạ? Giờ mình hái vô, mình phơ lúc mà mới ra là